À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Totanwa Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái chiến dịch của Cộng hòa Liên bang Đức. Và đây cờ của nước Cộng hòa Liên bang Đức mà, không phải của Phổ đâu. Chúng ta đã làm cách mạng và lật đổ chế độ cầm quyền của vua Frederick III và thay vào đó là một nền Cộng hòa của nước Cộng hòa Liên bang Đức rồi. Bây giờ thì ở tập trước thì mình đã giới thiệu với các bạn những cái một số các cái thủ thuật có thể gọi là nâng cao hơn một chút so với những cái kiến thức cơ bản mà mình đã nói ở chiến dịch của Napoleon, đúng không? Thì các bạn biết rồi, bây giờ mình đang định hình một cái vùng đệm an toàn đây ở phía bên này ấy, thì hiện tại thằng Bỉ nó sẽ làm một cái lá chắn cho mình ở cái khu vực này, nên thằng Pháp gần như nó không có đường biên giới với mình mấy. Nó chỉ có duy nhất cái vùng này là đường biên giới với mình này. Đấy. Nó muốn đánh mình hoặc là nó phải đi qua đất của thằng Áo để đánh vào đây. Hoặc là đánh vào chỗ này thì bây giờ mình còn chỗ này. Nguy hiểm. Đang tính xem là có thể mình sẽ đánh chiếm vùng này hay không. Nhưng mà chưa biết thế nào. Napoleon thì nó đang ở đây rồi. Mà chúng ta ban đầu thì rất khó để đánh. Với Napoleon tướng 7 sao như này thì hơi khó để đánh. Chúng ta toàn là tướng cùi 4-5 sao thôi. Hiện tại thì mình đang hòa bình với nó, mình chiến tranh với Tây Ban Nha rồi, chúng ta vẫn cứ duy trì có một kẻ thù là được. Chúng ta bị trừ điểm ngoại giao gió nhiều quá nhiều do gây chiến khắp nơi, nhưng mà vì chúng ta vẫn cùng chung kẻ thù với bọn này nên là khả năng cao là nó cũng không đánh mình đâu. Đấy, mình xem nào. Đó, mấy thằng này nó vẫn thân thiện mình mà, nó mình cũng không lo lắng lắm. Tranh thủ cái lúc này thì chúng ta sẽ phát triển một chút cái đất nước của chúng ta đã. Mình nghĩ là để mình hồi ít quân đã, xong rồi có thể là mình sẽ tính tiếp cái khu này xem mình sẽ phải làm gì ở chỗ này. Chiến tranh với Thụy Sĩ và nó trao cho mình một cái công nghệ, đó là công nghệ thuyền. Ok, hay quá. Nó chuyển cho mình một cái công nghệ của nó. Thằng Nga này, Nikolai Nyazepsov. À, thằng Áo vẻ khá mạnh. There is unused land suitable for farming in this region. Rồi bây giờ thêm một ông building farms here. Nhà khoa học này will help the population to grow over time tăng cái độ nghiên cứu and produce trade income. Bây giờ thì chúng ta nghiên cứu gần hết công nghệ. Tiếp tục chỉnh lý hệ thống chính trị. Được, tướng này, tướng chỉ huy bộ binh à, tốt rồi. Còn mỗi ông này không có cái skill gì cả. Ôi đồ, ông này thì chẳng có cái gì luôn. Thôi không sao, chúng ta có kinh tế này, quân đội, hải quân này, pháp luật thì hơi kém một tí, chính phủ cũng kém, chúng ta ít tiền thôi. Bereit machen. Yes, sir. Sir. Giảm nốt cái đội này đi nhỉ. Giảm đốt cái đội này đi. À thôi được, cứ để đấy, lúc phải rồi. Cấp cái nhà lên. Hồi quân chưa? Sir, eure Befehle. Bereit machen, ihr ergebenste Diener. Ngọt. Xem tình hình thế giới nè. Thằng Pháp Áo, thằng Áo mạnh phết nhỉ. Nó chiếm một thằng Italia rồi. Áo đang chiếm được tỉnh này rồi kìa. Quánh được cả thằng Ottoman. Thôi kệ nó, đồng minh của mình mạnh thì nào cũng là một cái điều tốt.
Mình cứ để hai thằng điệp viên đây để thám sát thằng Pháp xem nó làm gì chỗ này đấy. Mình hồi ít quân, quân của mình đi đánh nhau bị thương nặng quá. Hồi xong quân thì mình sẽ tính tiếp. Hết tiền không xây được à. Tiền không nâng cấp ở nhà lính. Chúng ta đã làm xong cái vùng đệm rồi thì bây giờ chúng ta cũng không vội vàng gì mà phát triển quân đội quá nhanh nữa. Bây giờ chúng ta tập trung nâng cấp nhà cửa. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Vâng vâng, cảm ơn chị. Mỗi một vùng này các bạn chỉ nên để khoảng 3 cái ông chính trị ra thôi để nghiên cứu thôi. Còn lại nếu có thì các bạn cứ chuyển sang các cái vùng khác cho mình như này. Đấy, để nó tăng cấp độ cho các vùng khác nữa. Bây giờ thì hôm nay không cần cho cái công chuyện này nó nghiên cứu cho nhanh. Đấy, cái này, ủa, chúng ta mắc hết công nghệ rồi. Mắc hết rồi. Còn vài công nghệ này đang nghiên cứu dở. Mình đang nâng cấp nha. À, đây nữa. Còn đây chưa nâng cấp này. Và cái nhà lính này nữa. Nâng cấp đốt nhà lính. Đấy, sẽ có lính ném lựu đạn. Sir, đây, những cái đội lính này chúng ta sẽ bỏ đi này. Đến là lính dân quân. Về sau chúng ta cũng bỏ dần đội kỵ binh này đi, nhưng mà bây giờ tạm thời chúng ta vẫn phải dùng. Không biết làm gì bây giờ. Nan giải nhỉ. Tích tiền thôi, xem tình hình nào, có thể là mình sẽ tấn công sang thằng này cướp ít tiền nữa. Mình à, hoặc là mình sẽ cho vài đơn vị đi được cấp. Như cái thằng Starport này là nó max skill rồi thì mình sẽ không cho nó đi luyện cấp làm gì nữa. Nó đủ quân rồi. 1, 2, 3, 4. Quân này của nó cũng ổn. Mỗi một quân đoàn này thì chỉ nên cần 2 khẩu pháo. Nó tướng chỉ huy pháo binh cho ra đây đứng. Bây giờ vẫn phải lo cái vấn đề cái hệ thống chính trị. Toàn bọn ăn không rồi. Tướng Cherky. Mạnh về Cherky. Thằng này thì nó skill này của nó tăng giảm happiness. Cái thằng này skill nó ho ngon hơn đúng không? Cộng happiness thì không bị trừ cái gì. Bắt đầu cái từ có thì cứ dùng đã. Bây giờ cố gắng kiếm được tướng nhiều sao một tí. Mấy ông chính trị gia đau đầu thật. Công nghệ ổn. Bây giờ mình không phải mua công nghệ nữa. Mình tạm thời mình có thể nghiên cứu tốt gần như hết rồi. Bây giờ mình không mua công nghệ nữa. Đấy. Chúng ta sẽ tận dụng cái khoảng lặng này để thằng Pháp nó chi cho mình 1.000 và nó để chơi và nó bảo mình chuyển cho nó cái công nghệ này. Cũng được. Chiến tranh với Pháp.
Nó sẽ gửi cho mình công nghệ kia. Từ từ đã. Chiến tranh với Pháp chưa phải là lúc mà tớ cần bây giờ. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trading. Công nghệ này nó sẽ tăng 10% tốc độ nghiên cứu khoa học này. Nó là đồng minh của mình, cho nó luôn mấy công nghệ này. Chắc chịu rồi. Đó, chịu ngay. Xem thằng Anh nè. Thằng Anh chưa? Chưa có cái gì để trao đổi với mình. Thằng Pháp, Pháp có một công nghệ, nhưng mình không có cái gì để đổi với nó. Thằng Ottoman, Russian. Ôi, ông Nga này nghiên cứu chậm lắm. Hay rồi. Rồi bây giờ mình còn để chống một cái công trình chưa nghiên cứu này. Bây giờ mình hết cái để nghiên cứu rồi. Tất cả những cái công trình đã nghiên cứu nó sẽ có dấu tích như này. Đấy. Giờ thì mình sẽ phải cho quân đi luyện cấp đã. Và luyện cấp cho tướng đã. Còn những tướng này phải luyện này. À đây, hai tướng này nữa này. Chúng ta phải luyện cấp cho tướng để sau này khi mà tác chiến thì nó có cấp cao thì các bạn mới đánh được. Còn tướng mà cấp thấp thì các bạn không đánh đâu. Đấy. Giờ thì đặt vẫn phải cho thằng khỉ này ra. Bọn kia không ăn một mình được. Mình đang có hòa bình thì cứ tận dụng hòa bình. Nhà lính thì chưa vội để nâng cấp, các cái công trình này để có thêm sàn. Rồi, tiền của chúng ta lên 5.585 đồng. Phát triển cũng khá nhanh. Vùng này ổn chưa trời? Thuế nhé. À rồi, có thêm tí tiền nữa để nâng cấp cái vùng này nữa. 6.200. Ổn rồi đấy. Nói chung nền kinh tế của mình bây giờ là khá ổn. Mình vẫn đang duy trì chiến tranh với thằng này và thằng Thụy Sĩ rồi. Đúng rồi. Tây Ban Nha. Thằng Tây Ban Nha nó muốn đánh mình thì nó phải đi qua đất của thằng Pháp. Thì mình vẫn có thể thám sát được. À, there is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trading income. Aha, ein Ort des Lernens und der Kultur. Lại bỏ giao thương, thằng Pháp nó dậy. Cái này nó có 3 thằng nghiên cứu để cho vào đây cho nó nhanh. Mà cái công trình này chưa. Tối đa được 12 nhà khoa học. 12 điệp viên là 12 nhà khoa học. Nếu các bạn lên cấp mắc thì sẽ như vậy. À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách gọi là để luyện cấp cho tướng. Và đầu tiên các bạn save và lại là cho mình nhé. Đấy, save vào để chắc chắn rằng chúng ta không bị gặp rắc rối. Sau đó bạn tuyên chiến với cái thằng này cho mình. Để đó nhá, cho mấy bọn này nó chạy sát vào đây để nó có thể yểm trợ. Tách cái đơn vị này nó thành hai đơn vị ra. Đó, giờ chúng ta sẽ tuyên chiến với thằng này. Tất nhiên chúng ta không lôi đồng minh vào vụ này. Tại sao mình chọn cái tỉnh này? Bởi vì các bạn nhìn nhá, cái tỉnh này nó có một cái đặc điểm này. À, nó rất, đất của nó rất là nhỏ.
phải không? À, nó chỉ có một cái vùng bé ti này các bạn luyện cấp ở đây để kích động nổi loạn lên xong rồi lại farm nổi loạn để luyện cấp cho tướng. Rồi nó chạy rồi. Bereit machen und Befehl erwarten. Yes, sir. Weitere Befehle? Vorwärts! Los! Bereit machen! Linke Seite! Yes, sir. Đây là lúc quan trọng nhất này. Bởi vì khi bạn đánh trận này nó sẽ được skill. Nhưng bạn có thể save lại cho mình. Đấy. Có thể bạn sẽ được một cái skill gì đó. Nhất là skill tấn công trên bộ để nó học cho thằng tướng này. Thằng tướng này chưa có cái skill đó. Và thằng này nữa. Nó có rất nhiều skill tốt rồi nhưng mà nó lại thiếu đúng cái skill quan trọng nhất đó. Đây, cái skill này. Đây này. Đây, Commander in Land Battle, chỉ huy trên bộ. Mà bạn muốn học được cái skill đó bạn phải đánh những trận đánh trên bộ như thế này nó mới học được. Đấy. Niemand wird uns besiegen. Không học được à? Mình thử loát lại xem có được nhé. Thử xem có học được skill không. Mà có thể mình sẽ rút hai cái đơn vị kia ra nhỉ. Đây. Sir, eure Befehle. Linke Seite. Wir geben Stalina. Weitere Befehle. Rút hai thằng này ra. Bereit für Befehle. Ja. So, warte. Vorwärts! Marsch! Yes, sir. Vorwärts! Marsch! Sir, so. Eure Befehle. Legt sie aus! Rồi, unbesiegt. Hay quá. Mình xem nó học skill gì đã. Bravo. Confidence kia nó ở đây rồi. Rất tuyệt vời luôn. Thằng tướng này nó đã học được skill đó. Các bạn nhìn đây này. Đây. Thằng tướng này thì tuyệt vời luôn rồi. Học được skill quá tuyệt vời luôn rồi. Đây. Command Line Inland Battle. Skill này skill quan trọng nhất của tướng. Con này thì chưa. Con này thì vẫn chưa học được. Thôi được không sao. Linke Seite, Sir, Befehle. Đó, đây là một cách để chúng ta luyện skill. Siedlung belagert. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến cái thành này luôn. À quên, chúng ta học được cái skill quan trọng cần thiết rồi thì chúng ta phải xếp lại. Cái tướng này thì mình không muốn cho nó học skill spell gì cả. Chúng ta có thể mua thêm một tướng nữa. Nhưng mà mình chưa có nhu cầu. Cho này vào đây. Khi đánh nhá, thằng tướng này thì khi đánh mình sẽ để khi nào mình đánh trên bộ để thì mình cho nó đánh trận để mình luyện để cho nó học được cái skill đó. Còn bây giờ chúng ta chưa đánh trận thì chúng ta không thể. Ôi thằng Stanford để nó học thêm được skill mới. Đây, cộng thêm một tinh thần chiến đấu trừ 2%. Ồ ngọt. Mang tiếp tinh thần chiến đấu của binh sĩ lên à. Ngọt. Đối với quân này thì ban đầu tinh thần chiến đấu của nó chỉ là 10 à là 6 thôi. Bây giờ nó được boost lên 11, 12 này. Chúng ta cho rank nó. À, chúng ta đang chiến tranh với thằng này đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục bán đất cho Tây Ban Nha này. Để cướp tiếp. Đây là một cách để luyện cấp rất là phổ thông. Rồi. Tiếp tục cướp. Lại được lên skill nữa. Cướp được hơn 1000. Vẫn cướp được hơn 1000. Cộng một Land Attacker trên land. Là thằng nào đấy? Yes, sir. Thằng này à? À? Ừ tốt. Học được 3 cái skill quan trọng nhất rồi. Thằng này thì rất tuyệt vời luôn. Học được đủ bộ skill này rồi. Bây giờ học được thêm vây thành và một skill tăng. Rồi có cả hai bộ skill tăng. Thằng này học thêm attacker trên land nữa, chỉ huy trên tấn công trên bộ nữa là đẹp. Thằng này thì học cái skill chỉ huy bộ binh nữa là được. Cứ thế thôi. Linke Seite, Marsch. Ngoài ra thì nếu các bạn muốn học cái skill gì thì các bạn nên cho nó lại tiếp.
48 chúng ta vẫn có thể tiếp tục. Vâng, chúng ta cứ tiếp tục đã. Còn anh em hỏi là tại sao chúng ta lại phải luyện cấp cho tướng này thì mình nói rồi. Luyện cấp cho tướng để nó bút cho quân đoàn, cho cái đoàn quân của nó. Các bạn có thể nhìn thấy là nếu như cái tướng lính cơ bản ấy. Ở đây không có nhỉ. Lính cơ bản ban đầu của đây. Lính cơ bản đây. Các bạn nhìn này. Morale của nó có 6 thôi. Rất thấp. Nhưng mà bây giờ các bạn nhìn cái quân đoàn của cái thằng tướng này nhá. Một tướng mà luyện được khá cao này. Đây. Morale của nó tất nhiên nó lên, đây là cấp 2, nó lên được thêm một tinh thần nữa. Nhưng mà nó là tổng cộng 11. Cái tinh thần chiến đấu của người lính trên chiến trường cực kỳ quan trọng các bạn ạ. Bởi vì là các bạn quân đội của bạn có mạnh đến mấy mà tinh thần nó rệu rã thì chưa đánh nó đã bỏ chạy rồi. Các bạn chơi các bạn nhìn thấy những cái đoạn đấy rồi đúng không? Cảm thấy nó rất là bực mình. Đúng không? Nhưng mà thôi, đấy. Đó là lý do tại sao. Thôi. Chúng ta sẽ cướp tiếp nhưng mà bây giờ chúng ta không cướp nữa. Bây giờ thì các bạn Rồi, đánh ở cái vùng này nó có cái công trình này nó sẽ hồi quân nhanh hơn. Để bạn hồi quân nữa này. Đấy, hồi quân một xíu. Xem cái thằng đệ này của mình có cho nó công nghệ tiếp được không? Có công nghệ. À đây rồi. Cho nó nâng cấp công nghệ lên. Thằng đệ này. Rồi. Chúng ta phải tranh thủ lúc hòa bình để luyện cấp đã. À luyện tướng đã. Sau này chúng ta sẽ cầm các cái tướng 9 sao đi đánh nhau. Ông này luyện là khó nhất đấy. Ông này là tướng cao cấp nhất của Pháp này. Đấy là General von Blücher, người đã cùng với Wellington đánh bại Napoleon trong trận chiến Waterloo nổi tiếng. À, chúng ta có 13.000, chúng ta không phát triển quân đội nhiều, chúng ta tập trung phát triển ở thủ đô thôi. Còn ở những cái vùng khác ấy thì chúng ta sẽ chỉ xây nhà chính nhá. Còn những cái công trình khác chúng ta cứ để lại. À, khi nào có điều kiện kinh tế tốt hơn chúng ta sẽ phát triển cái đó. Đấy. À, nâng tòa thị chính trước ạ. Rồi. Hết tiền luôn. Đồng thời chúng ta lại tiếp tục. Lão này trả được cái gì cho ra hồn. Bắt thật thay được 4 sao mình mới để dừng. Còn 3 sao này thì chả giải quyết được gì. Ta thay bằng một cái ba. Làm cách mạng chúng ta không được một cái gì cả mà chỉ đến mất đi thôi. Các bạn có thể thấy là như vậy. À, thay được màu cờ trên xác chết. Rồi, bọn Pháp này nó chưa đánh được mình. Thằng áo ngồi anh ấy tận đây rồi. Áo có vẻ khá phết đấy. Mình tranh thủ hòa bình, tí nữa mình quánh nhau với thằng Pháp tiếp. Không phải lúc nào chúng ta cũng có hòa bình mà phát triển đâu. Các bạn chơi các bạn thấy biết rồi, quánh nhau liên tục. There is unused land suitable for farming in this region. Was wünscht ihr von farms here will help the population to grow over time. Hai thằng điệp viên của mình lên cấp. Vùng này nó sẽ báo có nổi loạn này các bạn nhìn này. Mình sẽ đợi cho cái vùng này nó có nổi loạn lên. Đấy. Con ngựa này. Mình sẽ đợi cho cái vùng này nó có nổi loạn lên. Để làm gì á? Để khi nó có nổi loạn lên thì chúng ta farm quân nổi loạn thôi. Để luyện cấp cho tướng. Cái chính ấy muốn để cho cái thằng này này nó học được cái skill đây skill này đây này nó phải học được skill đó thì chúng ta cũng không nhất thiết phải farm nổi loạn kiểu đấy nữa. Nhưng còn đến khi mà chưa có cái skill đấy thì tạm thời chúng ta phải vẫn phải dùng cái cách này để chia hết quân ra đây đã. Rồi chúng ta có đủ quân để làm việc rồi. Rồi. Mỗi lượt chúng ta được hơn 5.600 không. Ủa chứ tỏ chơi với thằng Pháp nhiều tiền phết đấy. À, khác với cái
quân Pháp thì các bạn thấy ban đầu mình đi chiếm cảng rất nhiều đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể nhìn này, vùng này thì thằng Anh chắc chắn nó chiếm, vùng dưới này thì thằng Pháp, Tây Ban Nha nó chiếm rồi. Chúng ta có kéo mấy cái thuyền ra đấy thì chỉ có đánh nhau vỡ đầu chúng nó thôi, chứ không chắc mà đã chiếm được của chúng nó đâu. Nên là thôi mình cứ chấp nhận thôi. Sau này khi chúng ta có hải quân chúng ta sẽ đi chiếm các điểm giao thương sau. Còn ban đầu này thì đừng có mơ. Đấy. Vùng này vài lượt nữa nó nổi loạn nên chúng ta lại farm nổi loạn mà. Cấp 5 lượt nữa mới nâng cấp xong à? Thôi. Chúng ta phải nâng cấp cái công trình lên thì chúng ta mới unlock được công nghệ các bạn. Đấy, đối với chẳng hạn như là đối với các cái công trình đây này, mình chỉ đi từ từ qua hết lượt đấy. Ai chà, thằng áo mới đánh gần hết đất của thằng Ottoman. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. Đây này, ví dụ như là chúng ta phải nâng cấp cái công nghệ, cái công trình này lên này. Đây các bạn nhìn này, thì chúng ta sẽ unlock được cái công nghệ này. Và đồng thời muốn nâng cấp tiếp lên thì chúng ta lại phải nâng cấp được cái công nghệ này. Đây, nó báo đây này. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn là nâng cấp công nghệ. Ở đây, mình sẽ cho cái công trình này nó có 3 này. Cái này 2 cho vào đây. Công trình này thì nó cũng không quan trọng lắm đâu, nó chỉ cộng happiness và cộng phí mua quân. Bây giờ thì mình cũng không dùng, chưa có vấn đề gì mà trị an thì tốt rồi. Cái này thì nó sẽ cho phép bạn nâng cái mỏ như đây. Bạn nâng cấp được ngân hàng lên này. Đấy. Bạn muốn biết là cái công trình đấy để làm gì thì các bạn cứ kích vào chuột phải của nó là biết rồi mà. Đấy. Rồi chúng ta sẽ có được tí tiền, chúng ta có nâng cấp mấy cái công trình, chúng ta lên nhà thờ và tòa thị chính. Những cái công trình thì nó vừa tăng trị an vừa tăng tiền. Còn sau này có điều kiện chúng ta nâng các công trình khác sau. Rồi. Lượt sau là chỗ này sẽ có nổi loạn. Sắp có rồi. Yes, sir. Yeah. Bây giờ chúng ta không cần phải farm. Cái vùng này cứ để nó khắp cứ tự có nổi loạn. Chúng ta không sửa thì cứ để như này nó khắp cứ nổi loạn thôi. Không cần phải bán đất cho thằng nào cả. Đấy, hòa bình trong. Chúng ta cứ luyện một cách chơi an nhàn thôi mà. Anh em bảo chơi phổ có mình thấy cũng khó lắm đâu. 78 đồng để chơi mình. À. Rồi. Tiếp tục qua lượt. Thằng Pháp bây giờ nó cũng không thể đánh nhau với mình được. Nó còn quá nhiều việc phải làm. Rebellions grow in strength over time. Chúng ta đã thấy có nổi loạn ở Persia đây. Vùng này đã có nổi loạn lên rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc farm. Rồi thì các bạn xếp lại cho mình. Đấy. Bạn thể xếp thì nhiều file khác nhau cũng được. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái thằng này nó đánh này. Đấy, nó chưa có skill đó. Đấy. Super Rod và Beben. Không phải thằng này học được skill à? Chính là skill quan trọng đấy nhưng mà hay rồi, khả năng học được skill đấy rồi. Để xem nào. Mostani. Rồi. Đây các bạn, mình chỉ cho các bạn xem. Đó, ông đấy học được cái skill này rồi. Đó là chỉ huy trên bộ. Và đồng thời nó học cái này tăng tinh thần chiến đấu cho binh sĩ nữa. Rất tuyệt vời, tướng này đã tuyệt vời rồi. Đấy, học được hai cái skill rất quan trọng. Nhưng mà cái skill đấy muốn học được thì các bạn phải đánh trận đánh trên đất liền chứ không được công thành. Công thành các bạn không học được skill đó đâu. Hai thằng này là hai tướng đầu tiên đúng không? Truppen vorwärts. Eure Befehle. Bereit für Befehle. Anh em ơi. Wir fliegen. Wir triumphieren. Bereit für die Erwartung von Befehlen. Hai Attacker trên lên. Ông này không phải ông mất sao đâu, ông mất một cái dòng skill ở đây này. Thì sau đó chúng ta sẽ học được skill khác. Cái skill đấy là skill mặc định của quân phổ, nhưng mà nếu chúng ta muốn học mắc skill chúng ta mất cái skill đó thay vào một cái skill khác. Đây là tướng chỉ huy kỵ binh, đây là bút tinh thần này, tướng tấn công này, chỉ huy trên bộ này. Tốt rồi. Truppen vorwärts. Rồi chúng ta sẽ rút quân về nước đây cho nó hồi quân đấy. Đấy, nó bị thương nặng lắm rồi, chúng ta rút về đây.
Còn cái vùng này chúng ta không sửa chữa gì cả, để cái gì như này nó lại tiếp tục bạo loạn là nó sẽ lại chúng ta lại có tiếp quân mà. Có bạo loạn tiếp. Bây giờ có bạo loạn ra chúng ta lại farm tiếp. Hoặc có một cách đơn giản hơn là các bạn bán vùng đất để cho một thằng nào đó ra bị cướp, xong rồi bạn rút ra. Thì ngay lượt sau nó sẽ có bạo loạn. Nhưng mà như vậy thì chúng ta nếu khi mà cái tốc độ hồi quân của bạn lớn thì các bạn không làm như vậy. Còn bây giờ tốc độ hồi quân của chúng ta còn khá chậm thì chúng ta không nên làm như vậy. Đây này, này lượt sau mà có thì làm sao chúng ta dẹp được. Mất 2-3 lượt nữa thì còn được chứ, đúng không? Đấy. Rồi nâng cấp những công trình nó tăng cả biển lên. Đấy, cho chúng ta tiền đã, những cái khác không quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải nâng cấp đường xá. Đường xá lên để đi lại cho nhanh và hồi quân cũng nhanh. Pháp thì nó chưa dám chiến tranh mình. Thằng Áo thì nó kiểm soát được vùng Ý rồi. Nên là thằng, nói chung là thằng Pháp, thằng Áo còn đang đánh nhau rất là to. Nên chúng nó chưa bận tâm đến việc phải đánh nhau mình. Đấy. Chúng ta phải ngư ông đắc lợi như vậy, tận dụng cơ hội hòa bình để chúng ta luyện tập quân đội. À, có một cái điểm nữa mình muốn nói chia sẻ với các bạn, đó là cái số lượng quân nổi dậy ở một cái vùng nào đấy. Vâng, đây là chẳng hạn vùng này này, nó nhiều hay ít. Ôi trời ơi, nó nhiều hay ít nó phụ thuộc vào cái số lượng các cái quân đoàn của bạn đóng trên đất của nó nhiều hay ít. Nếu các bạn đóng càng nhiều đơn vị quân trên đất nó thì nó càng có nhiều cái đơn vị nổi dậy thị chiến hơn. Đấy, nên là bạn rút ra bớt thì nó sẽ giảm bớt đi, nhưng mà những đơn vị này nó đầy rồi thì các bạn cho vào. Đấy, thì nó sẽ tăng cái lượng quân nổi dậy nhiều hơn. Rồi, ngon rồi, công nghệ của chúng ta rất ổn. Bây giờ mình phải tích tiền để nâng cấp cái nhà chính này. Lượt sau là chúng ta có rồi, và cần 6.000 cơ. 6.000. Đấy, mình sẽ để dành tiền một xíu, lượt sau mình nâng cấp thêm. Cần thôi, để nâng cấp tòa thị chính. Chúng ta vẫn chưa mắc, vẫn còn thiếu 3 nhà chính trị gia, 3 nhà khoa học nữa. Cần mắc công nghệ thì mới được. Sau này Pháp còn phát triển quân đội, hải quân Pháp thì hải quân của Đức thì rất là yếu so với Pháp, Anh hay là Tây Ban Nha. Nhưng mà mình sẽ thay đổi lịch sử, mình sẽ cho hải quân của Đức thống trị châu Âu rồi. Tuyệt vời, quá tuyệt vời khi chúng ta cho tướng học được các skill hay như này. Chờ nổi loạn lên chúng ta lại farm tiếp. Chúng ta không nên duy trì quá nhiều quân, mà có hòa bình là tốt rồi. Các bạn thấy cách chơi của mình nó có đơn giản không? Chẳng có gì mà khó khăn cả. Cứ từ từ mà đánh. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes, or send in the troops. Chúng ta không sửa đi, cứ để nó như thế này thì đương nhiên là nó sẽ có nổi loạn. Đấy, nó đang chỉ năm mà. Rồi, nâng cấp nhà tòa thị chính. Lên lên thì có tiền. Lên lên thì chúng ta sẽ unlock được công nghệ này. Cộng 10% vào tốc độ nghiên cứu, cộng 15% vào điểm ngoại giao. Tuyệt vời. Sáu ngàn mỗi lượt. Kệ thôi, thằng Pháp này nó muốn làm gì thì làm. Ở dưới này nó chưa làm gì mình đâu mà. Mà đánh nhau với nó là hên vất ấy. Bọn Pháp thì tinh thần chiến đấu nó cao lắm. Nó đánh vất lắm. Rồi bây giờ chúng ta skip cái hệ thống chính trị chúng ta này. Ông này mãi nó chưa được cái ông nào trong gia hồn, vẫn cứ 3 sao này. Đấy,
Nam đảo chính xong thì chúng ta được cái ban lãnh đạo tồi tệ hại. Nhưng mà mình chia sẻ với các bạn nên là mình sẽ cố gắng chơi theo thế. Đây là cách chơi rất an nhàn. Để các bạn thấy không, mình làm một trận đầu, mình đi một loạt để xong để mình tạo một cái vùng đệm an toàn. À, hôm nay nó có 3 thằng rồi. Thì có thể là mình sẽ bổ sung nó sang đây. Và bổ sung thêm bên này mới được có 2 thằng. Sếp lại đã, trước khi chúng ta đánh. Để chúng ta chắc chắn rằng chúng ta học được cái skill chúng ta muốn. Der Sieg wird unser sein. Hai thằng này tạm lui ra đi. Alles bereit machen. Hai thằng này nó cấp cao rồi, bây giờ nó luyện được kêu rồi, cho nó ra đã. Bao giờ bọn này nó cấp gần bằng đấy thì bắt đầu chúng ta cho đánh. Glorreicher Sieg. Rồi. Männer. Vorwärts, Männer! Vorwärts! Bereit machen und Befehl erwarten! Đứng xa hẳn ra, gần quá vẫn ăn được. Bereit machen! Gott beschütze uns! Sieg! Bereit machen! Marsch! Vẫn ăn được. Weiter! Rồi. Hay quá. Sieg. Thêm một skill gì đây? Một attacker trên lên cho Intelligent. Mặt này đúng không? Tốt rồi, tướng này quá tuyệt vời luôn. Rồi, quá tuyệt vời tướng này luôn. Toàn những skill mà mình thích. Xếp lại đã à? Được skill thích thì mình phải xếp lại chứ. Alles bereit machen. Yes sir. Bereit machen. Sofort. Yes sir. Männer. Vorwärts machen und Befehl erwarten. Erwarten Befehle. Lässt sie aus. Tiếp một trận nữa. Tugend und Tapferkeit. Chúng ta lại học thêm được một skill gì đây? À, tốt quá. Rồi. Bereit für Befehle. À, rút quân về đây. Vorwärts. Bereit für Befehle. Bereit machen. Quân về đây để hồi đó. Các bạn thấy không? Chúng ta chưa thể hồi được quân với tốc độ lớn. Bởi vì là đây thằng đệ nó đang nâng cấp tiếp lên này. Nếu nó nâng cấp tiếp lên thì có thể chúng ta sẽ hồi được quân nhanh hơn, thì chúng ta có thể kích động nhanh hơn. Còn chưa, khi chúng ta chưa kích động được nhanh thì tốt nhất các bạn để nó đánh liên tục hết. Chúng ta không kịp hồi quân thì làm sao chúng ta đánh được, bạn thấy không? Quân nổi dậy càng ngày càng mạnh mà. Ai, tuyệt vời. Đấy là cách để các bạn luyện cấp. Rồi bây giờ tiếp tục xây tòa thị chính cho các vùng này. Vùng này đang xây rồi. Vùng này đang xây. Đây cũng đang xây. Đây nữa. Rồi. Qua lượt. Các bạn thấy nó hơi easy không? Vì cái video này nó mang tính chất chia sẻ một số các cái thủ thuật, các cái kinh nghiệm chơi, nên là các cái trận đánh mình sẽ hạn chế hơn. Nhưng mà đây là giai đoạn đầu, nên là mình hạn chế thôi. Sau này khi mình sẽ chia sẻ một số các chiến thuật tấn công khác so với chiến thuật của Napoleon. Các bạn yên tâm là sẽ có đầy đủ tất cả. Vâng, cảm ơn ngài. Ủa, tướng này học được Deco Hero. Đây là cái skill duy nhất của một tướng có thể học được không? Chỉ có một tướng học được cái skill này. Đây, cái này nó cộng một tinh thần chiến đấu này. Tướng này rất tuyệt vời luôn. Học còn tướng này còn học một skill nữa, tướng chỉ huy bộ binh đi, là đẹp trai. Sir, eure Befehle? Yes, sir. Bereit für Befehle. Ihr ergebenster Diener. Có đang chuyển bớt mấy thằng này sang đấy cho nó nhỉ? Vorwärts, marsch! Chuyển hai khẩu pháo lại cho thằng. Linke Seite, marsch! Để thằng này nó học được skill tướng chỉ huy bộ binh. Nó muốn học được skill tướng chỉ huy bộ binh thì trong quân đoàn của nó, bộ binh phải chiếm ưu thế. Rút ở đây để hồi quân đã. Những đơn vị nó đầy quân rồi thì cho nó sang đây đứng. Đấy. Đấy. Đứng đây để nó
có thêm quân nổi dậy. Vorwärts! Los! Rồi ok. Bereit machen und Befehl erwarten. Ja. Tuyệt vời. Ôi mặt trời. Bereit machen. Con này vẫn chưa học được thêm skill nào mới à? Học thêm đi. Mãi cũng có 3 skill. 6.500. Tiền của chúng ta cứ tăng đều. À đây rồi. May quá được một ông 4 sao rồi. Còn tên này nữa. Tên này cũng chưa lên được. Lốt tên đấy nữa là chúng ta có thể bỏ qua cái bọn chính trị gia đấy được rồi. Để tập trung vào phát triển kinh tế và quân sự. À hôm nay đứng vào đây để nghiên cứu khoa học mà. Các bạn biết chúng ta có thể cho vào không những vào công trình của chúng ta đâu, không vào các cái của phe khác cũng được như này này, để chúng ta ăn cắp công nghệ của nó. Nhưng mà chúng ta mình thì mình không dùng cái giải pháp đấy mà mình tự mình nỗ lực mình phát triển hơn. Đấy, ví dụ như bây giờ thì vùng này chúng ta đã unlock được cái công nghệ nhà lính này rồi, thì bây giờ mình sẽ cho nó vào đây. Đấy, cái này nữa để nó tăng thêm cái tốc độ hồi quân này. À đây, vào đây đã. Cho này vào đây được rồi. Cái này xong đã, rồi tính tốc độ hồi quân. Đấy. Đây. Cộng 4% tốc độ hồi quân ở tất cả các cho các đơn vị quân. Cái này thì nó sẽ giúp các bạn xây được cái nhà pháo binh. Thế thì từ từ mình sẽ nghiên cứu sau. Pháo binh giờ chúng ta cho xây lắm. Và nâng cấp các nhà cửa lên. Ban đầu thì nó cho phép chúng ta tuyển được 6 tướng, nhưng hiện tại giờ mình có 5 tướng thôi. Đây. Nhưng mà mình cũng không có nhu cầu tuyển thêm tướng nữa. Đấy. Bereit für Befehle. Thôi được rồi. Bỏ qua đi. Các bạn thấy. Khi chúng ta ngoại giao khéo thì chúng ta có thể hòa bình được mà không cần phải phát triển quân đội quá nhiều. Khi chúng ta không phát triển quân đội quá nhiều thì chúng ta sẽ có điều kiện để phát triển kinh tế. Đó là một bài toán nghe thì có vẻ dễ. À, gì đấy? Tuyên chiến mình à? Thằng Pháp nó chính thức tuyên chiến mình rồi. Chắc phải tạm thời rút quân về để chiến tranh, hoặc là mình sẽ phải bơm tiền vào mặt nó để hòa bình. Chúng ta có hai lựa chọn. Tại mình đồng minh hết mỗi bọn phá. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. Chiến tranh luôn tạo ra tội mạng. Có lẽ lượng cấp lên tướng thế là được tạm ổn rồi. Xem hòa bình xem chịu. Whatever you do, act quickly before the riot becomes a rebellion. Nói chung thì mình sẽ cố gắng hòa bình. Thực ra mình bơm cho nó ít tiền để hòa bình được, nhưng mà bọn này kiểu gì nó lại đánh nhau. Thôi, chúng ta tạm thời không luyện cấp nữa. Các bạn không muốn bị chiến tranh nổi loạn thì các bạn kích vào đây, miễn thuế cái vùng này đi. Nó sẽ không nổi loạn được đâu. Lúc nào thích chúng ta lại quay lại đây luyện cấp tiếp. Bây giờ thì về bảo vệ tổ quốc. Lúc nãy thì nó tuyên chiến với mình nhưng mà mình không lôi đám đệ tử của mình vào. Bởi vì là lôi đám đệ tử vào thì chúng ta đâu có cái vùng đệ an toàn. Yên tâm đi, với gần này quân mình không sợ thằng Phát đâu. Nhất là tướng của mình đã luyện lên cấp khá nhiều sao rồi. Nó chỉ có thể tấn công mình vào cái vùng này thôi mà. Nhà lính của chúng ta nâng cấp lên được nữa là chúng ta sẽ tuyển được. Đây mình đã có thể tuyển được. Đây rồi. Lính lính ném lựu đạn đây rồi. Tuyển luôn. Súng trường bắn tỉa nữa này. Dựa súng trường bắn tỉa của Đức thì không phải sợ thằng nào hết. Rồi về lãnh thổ chúng ta hồi máu cực nhanh, bởi vì cái công trình này chúng ta gần mắc rồi. Còn một bậc nữa thì chúng ta phải nghiên cứu được cái công nghệ nghiên cứu rồi. Hết tiền thôi. Vậy chúng ta phải tập trung để mua quân để bảo vệ đã. Thằng Pháp mà lên đây mình đập chết luôn. Nhưng mà mình phải đàm phán hòa bình với thằng Ottoman nữa chứ nhỉ. Được à? Bởi vì nếu không nó có thể nó không thèm đánh qua thằng Pháp, à thằng Áo,
và thằng Nga mà nó vòng đến tận đây nó đánh mình được. Thế nó quái dị, mình cũng không hiểu kiểu gì. Mình phải bảo vệ cả Ba Lan. Đấy. Nói chung chỉ có ba cái hướng đấy là nó tấn công vào mình thôi. Nhưng mà hơi khó cho thằng này. Mình cứ cho hai thằng điệp viên này nó tham sát thằng Pháp ở khu vực này đó. Nó chỉ tấn công mình được ở khu vực này. Nó không có đường tấn công nào khác. Bây giờ đến lúc chúng ta lại phải phát triển quân đội rồi. Mình kệ nó thôi, mình cứ mua quân giải cho đấy đó. Nhờ luyện cấp cho tướng thì đồng thời mình cũng đã luyện rank được cho lính. Các bạn có thể nhìn thấy lính của chúng ta rank rất cao. Đây là đấy. Rank cao như này thì nó sẽ tăng độ chính xác này, tăng rất nhiều thứ cho quân. Bây giờ thằng Pháp muốn ăn mình thì nó phải ra đây. Có thể mình sẽ tập trung quân ở dưới này bao phục kích tiểu Pháp, nhưng mà vẫn phải cho quân gác ở thành. Đứng đông như thế này thì thằng Pháp nó cũng không dám đánh mình đâu. Mặc dù quân chúng ta yếu hơn quân Pháp rất nhiều. Chuyên nghiên cứu công nghệ. Làm cái này trước. Rồi lâng nhà lính luôn. Nó đã đánh rồi thì phải đi lâng nhà lính thôi. Để có thể bổ sung quân cần thiết. Chấp thằng Pháp luôn đấy. Ngon thì cái việc vào ăn vẫn chưa được. Tướng Checky skill giống nhau, vẫn chưa có tướng nào thiên về, chưa có ông thủ tướng nào ngon nữa. Thủ tướng toàn ngọn dậy hơi, nâng cấp nhà pháo binh cho anh. Kệ ông Pháp, tuyên chiến xong làm gì? Anh mua quân đủ rồi, anh cho mình biết tay luôn. Pháp mà to à? Nếu mà các tướng nào mà học đủ 6 skill rồi thì các bạn có thể cho đi đánh mà không cần luyện đâu. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Có vấn đề rồi, thằng Nga nó bỏ đồng minh mình. Mặt nó lại đỏ mình nữa. Ottoman. Mình đang phải xem thằng Nga này nó làm trò gì đấy. Sao mặt nó lại đỏ này. Chắc lại phải làm nào gia tăng tình cảm với nó rồi. Trừ 106 điểm. Ủa chúng ta bị trừ vì cái điểm phát triển kinh quá. $500 tiền quà cho nó. Chi cho nó $100. 10 đồng mỗi lượt. Căng nhỉ? Thằng Nga này mà nó tuyên chiến mình là giờ hơi lắm. Tại mình đang ở trong cái chế độ là mình phát triển khá mạnh về mặt chính trị. Nhưng mà bây giờ nó mà tuyên chiến mình là giờ hơi ăn cắm đợi. Thằng Nga giờ hơi này. Sao mày không chịu đánh nhau? Cùng chung kẻ thù mà. Thằng Anh với thằng Áo vẫn đồng minh mình. Mà đang lo đấy. Thằng Nga này nó dở quẻ lắm. Xem thằng Nga này. Chưa biết kiểu gì.
Ôi, biết ngay ông Thổ Nhĩ Kỳ ông đánh tận đây rồi cả. Chết rồi, mua quân ở đây ngay. Mua quân hoặc là phải đưa các đơn vị quân để lấy sao. Đưa quân sang đây đã. Bây giờ thì chúng ta phải phát triển quân đội rồi. Bây giờ mình à đây này, thằng Pháp thì đứng ở đây. Mình biết ngay mà nó không đánh qua đường này mà nó đánh trực tiếp thẳng vào đất của mình luôn. Gớm ghê. Nhưng mà với lực lượng như này thì nó chưa đánh được đâu. Phải chặn đánh nó ngay không là mình chết. Mình chưa hội đủ quân đoàn với các đơn vị quân mà mình muốn. Nên là bây giờ hơi khó để đánh nó. Rồi. Thống chế Snake à? Thống chế Snake này. Thì chúng ta chỉ có thể đánh rồi. Cộng 10%. Đã là ám sát Starport. Đây. Đứa này vãi nhỉ. Quân Pháp à? Das können wir nicht, Sir. Wow. 4-1 mà còn không ăn thua đó. Yes, sir. Entschuldigung, sir. Mình có xin phép thằng áo để chia lãnh thổ đó chứ nhỉ. Nó bảo mình chi cho nó 550 đồng. Ok, mình có thể đi sang lãnh thổ đó để đánh nhau. Männer, vorwärts, alles bereit machen. Vorwärts, marsch, bereit machen und Befehl erwarten. Wow. Alles bereit. Ăn đã phát. Hay quá. Super General, hay quá. Rút thằng áo. Sử thằng Pháp. Rồi bây giờ lại rút về rồi. Không nó vòng theo đường này nó vào thì mình bị chết toi. Thằng nào vừa lên Super Rod. Thằng này à. Bảo vệ lãnh thổ bây giờ phải mua quân tới tấp. Khi mình mua đủ full một quân đoàn thì mình sẽ không ánh auto nữa. Cả bây giờ thì chúng ta cứ đánh auto đi. Với cả mình đánh tay rất khó để lên được kinh nghiệm. Mình chả hiểu kiểu gì ấy. Nhưng mình đánh trận rất hay. Resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation. Cảm ơn chị. Chưa được ông chính trị ra làm cho nó ngon. Vẫn cứ 3 sao này. Đấy. À. Rút về đây. Bây giờ mình sẽ thành lập một quân đoàn theo ý của mình nhé. Một quân đoàn mà mình thích thì bao gồm phải có... Về đây để hồi quân đã. Chưa lên được nhà lính. Xe pháo thì đây rồi, có pháo rồi, kỵ binh thì chờ xíu. Đây, lính rất ngon của mình đây. Và đây thủ. Khỉ nhờ. Thằng quái nào mà thằng áo với thằng Nga để nó đánh lên tận đây này. Tích tiền á, tích tiền để nâng cấp nhà.
tỉnh này chúng ta miễn thuế phát rồi. Chị An ổn ngay, không nổi loạn được. Thằng Pháp nó bị bao vây bởi cái vùng biển này. Cái vùng này thì bị quân Anh nó phong tỏa, nó không đi ra được đất của mình. Cái thằng Nga này điểm ngoại giao mình của nó vẫn chán đời thật. Thôi kệ, mình đánh nhau, cứ đánh nhau với thằng Pháp thì nó sẽ thân, vẫn thân với mình hơn. Rồi. Lâm công trình lên để có thêm tiền, đồng thời mua quân, phát triển quân đội. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Lên mark, lên quân. Rồi. Bỏ bọn ngựa này đi. Ngựa cùi đời đầu là mình sẽ không dùng. Và bây giờ thì à... Yes, sir. 5 skill rồi. Toàn này có thể học, học thêm skill gì nữa thì học. Đây, có cái đội ngựa này thì mình sẽ dùng. Hai lượt nữa chúng ta mới nghiên cứu xong công nghệ đấy à. Chủ phát triển cái công trình này để tăng tiền. Và Pháp không dám mò vào đất mình đâu. Napoleon ở đây à? Áo nó vẫn tấn công vào Pháp. Áo nó còn dưới này nó đánh lên nữa. Và Pháp nó chưa thể đưa quân đi đánh nhau ngay được. Mình vẫn cứ tranh thủ mình hồi quân, mình cứ hồi á. Bỏ mấy con ngựa đi. Giảm áp kích. Bây giờ mình sẽ tính xem là... Một đội thì chỉ cần những 4 đơn vị súng trường bắn tỉa thôi. Hai đội lính này là được rồi. Rồi bây giờ mình bắt đầu luân chuyển quân sang. Tính xem nào. 7 thêm thằng nữa. Hai đội pháo. Hai đội pháo. Thiếu. Yes sir. 4 đội kỵ binh. Sir. Alles bereit. Khổ nó cũng khá nhiều loại kỵ binh đấy. À, chúng ta chuyển sang nền Cộng hòa thì chúng ta sẽ có một cái đặc điểm, đó là bình thường nếu các bạn để thì chúng ta sẽ có cái lính này. Có đội kỵ binh này. Đây Republic War có nghĩa là vệ binh Cộng hòa. Fork War này, cái lính này. Cái lính này nếu như các bạn không chuyển sang nền Cộng hòa, các bạn sẽ không có đâu. Đấy. Lực lượng vệ binh Cộng hòa này. Và có một cái đơn vị nữa đâu nhỉ. Đây này, Horse War này. Với cả cái đội này. Đây, đội này là chúng ta không hề có nếu như chúng ta không chuyển sang nền Cộng hòa. Chúng ta chỉ có đơn vị này khi chúng ta chuyển thể chế chính trị sang Cộng hòa mới có thôi. Còn nếu không thì chúng ta chỉ có kỵ binh này. Đấy. Chúng ta sẽ có đội Horse War khá mạnh đấy. Và vệ binh Cộng hòa là đội này. Thôi, tạm giới thiệu với anh em như vậy. Nhưng sau này chúng ta phải nâng cấp nhà lính lên đời cuối mới được. Bây giờ thì... Đây, tôi đưa sang đây đã. Bảo vệ đất nước. Chỗ này thì khá nhiều lính. Được, lính chỗ này đủ ăn rồi. Không phải sợ cho nó. Lính ném lựu đạn thì chúng ta không cần nhiều đâu, chỉ cần 2 đội là đủ. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Chúng ta đã liên kết xong với nhà pháo binh. Đây. Lượt sau chúng ta sẽ liên kết xong nhà lính. Rồi. Hết.
hết tiền để nâng cấp công nghệ. Rồi công nghệ đấy thì từ từ đã, bây giờ chúng ta phát triển quân đội đã, các công nghệ dân sự từ từ. Chúng ta không có nhiều tiền để có thể cùng làm nhiều việc cùng lúc được không? Ôi ôi, đến bao giờ mới được đây? Toàn check key là thế quái nào nhỉ? Không có tướng quản lý về chính phủ à? Mãi chưa xong. Đấy, đoàn này thêm 4 đội kỵ binh nữa là đẹp trai ngay. Thằng Pháp đấy, nó tuyên chiến mình, sao nó có dám đánh mình đâu. Bây giờ mình cũng phải đánh nó chứ, mình cứ rú ở đây à. Mà có điều phải có quân đã, tuyển được quân xịn đã. Chưa thấy thằng Ottoman nó kéo quân lên nó đánh mình. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Ủa, tận những 8.000 rồi. Có để sau, nâng nhà lính trước rồi. Bây giờ phải có quân đội đã. Nâng những cái này có tiền. Vẫn chưa được. Ôi giời, đến bao giờ mới cả chỉnh lý xong cái hệ thống chính trị của chúng ta nhỉ? Chán đời cái hệ thống chính trị này quá. Chúng ta nâng cấp kỵ binh lên nhà lính lên đời 4 thì chúng ta sẽ tuyển được cái đội kỵ này. Đội kỵ đây. Bọn này là bọn kỵ tầm thương này. Bọn này chủ yếu để sốc bộ binh, nhưng mà máu nó hơi thấp. Bọn này là kỵ cận chiến này. Bọn này nó cân bằng hơn. Rát trước nó cũng ngon hơn. Đây, mình sẽ mua cái đội này. Và chúng ta sẽ có thêm cái đơn vị súng trường này nữa. Bắn rất tuyệt vời luôn. Cực kỳ chuẩn. Chính xác 55. Tốc độ lạp đạn 70. Thì mình sẽ bổ sung cho tướng này. Đó, tinh thần chiến đấu của tướng này cũng khá. Các binh sĩ của tướng này khá cao. Thằng Pháp đâu? Ngon thì vào đây. Thằng Ottoman nó đưa quân đến áp sát biên giới mình. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time. Vâng, cảm ơn chị. 9 lượt nữa mình nâng cấp cái nhà lính đó. Đây rồi, chúng ta sẽ nghiên cứu ở đây. Xem có cái nào. Cái này có 11 này. 11 cái này. Cái này cho nghiên cứu mấy công trình phụ này. Cái phụ này thì không cần phải nhanh lắm. Cái chính này là công trình cần phải nhanh này. Toàn ly cô la nhai ép xốp. À, điểm ngoại giao tăng lại rồi. Chưa chịu. Điểm ngoại giao giữa mình và nó đang tăng rồi. Mình chỉ ngán là nó mà tuyên chiến là vỡ mồm. Napoleon. Straightforward. Chưa có kỵ binh thì mình có thể mình sẽ đánh vòng miếng đất của thằng Ottoman này trước này. Weitere Befehle. Nó mà tiến vào đây mình sẽ đánh ngay trước. Thằng Ottoman này quân của nó khá củi, cho chúng ta sẽ đây cho thằng này đi đánh trước. Ôi. Làm cho mấy ông này không đi luyện cấp được. Đó, bạo không cần nữa rồi. Tướng này thì không cần luyện cấp nữa. Có nhiều skill ngon rồi.
mua tạm mấy con ngựa để dùng nữa nhỉ. Nó có ngựa rồi mà. Đây. Quân đoàn phun rồi. Ngựa đầy 4 kia thì cũng xịn đấy, nhưng mà xem là đất của thằng Pháp à. Một quân đoàn phun này thì bắt đầu có thể đi đánh nhau rồi. Đứng đây phục kích. Thằng Pháp cho quân lên đây mình phục kích luôn. Bây giờ bổ sung thêm quân. Vẫn chưa được. Cho các quân đoàn này đã. Rồi, một trận chiến với Napoleon. Tuyệt vời. Chúng ta đã phục kích Napoleon. Mày dám mò đất của anh à? Trận chiến đầu tay của mình rồi. Úi giời. Hãy xem mà quân Phổ đánh quân Pháp như nào nhá. Rất tuyệt vời. Chúng ta có thể ở đây, quân của nó ở đây. Mà mình nghĩ là pháo binh thì nên bố trí ở đằng này. Ở phía nào để có thể bắn được nhỉ? Nó phải có điểm cao cơ thì nó mới lợi thế. Chỗ này điểm cao này. Điểm cao và tầm quan sát cũng tốt. Nên lại phải chấm được kỵ binh của nó. Chỗ này có điểm cao này. Pháo binh trong Napoleon này đặt rất khó. Nếu các bạn không chọn kỹ là các bạn vô dụng luôn. Pháo binh sẽ trở thành phế luôn. Mình đang tính nhìn xem. Bạn phải soi địa hình xem chỗ nào nó có độ dốc thì bắt đầu mới đạt được pháo binh. Rồi. Yes, sir. Tất nhiên là kỵ binh phải đứng ở cạnh để bảo vệ pháo binh. Pháp nó sẽ tập trung ở đây, có thể mình sẽ đánh dồn vào một cái cổng. Pháo binh đến tầm này quá gần. Lo lắng quá nhỉ. Pháo binh phải đứng gần như vậy mình thấy hơi lo. Đứng ở đây thì có lẽ ổn hơn không. Đến bên này thì nó đuổi ra đến đây là hơi khó. Ừ, chỗ này có vẻ cũng có sườn dốc này. Bắn được. Xa hơn. Đấy, nhiều khi là chúng ta chọn vị trí để bắn cho pháo nó là một cả vấn đề. Được rồi, mình nghĩ là ở đây là được. Để bảo vệ pháo chúng ta phải có khoảng tầm 2 đơn vị bộ binh đứng hai bên cánh này. Để nó bảo vệ.
đứng ở đây. Bây giờ mình sẽ cho pháo binh tấn công theo hướng chéo này thì bộ binh của mình sẽ tấn công ở hướng này, tràn xuống theo hướng này. Pháp sẽ bị đánh từ hai phía. Các đơn vị súng trường bắn tỉa sẵn sàng. Súng trường bắn tỉa của Pháp của Đức này thì vô đối luôn. Thì rất là tuyệt. Các đội lính ném lựu đạn. Mình đang băn khoăn đây. Bây giờ mình rút hai đơn vị kia về thì không có đơn vị bảo vệ. Hai đơn vị này không có lực lượng tấn công mỏng quá nhỉ. Không được rồi. Vẫn phải thêm bộ binh để có thể tấn công được. Không đấu đấu súng với quân Pháp cũng không dễ đâu. Pháo binh cùng với hai đội kỵ binh bên này nữa. Hai đội này thì đứng ở đây sẵn sàng. Tướng thì đứng ở sau khẩu pháo cho chắc, nếu ăn đạn lạc chết. Nào Napoleon đâu? Bắn luôn Napoleon cho anh. Yes sir. Đội hình hình hộp giống sẵn sàng. Kỵ binh Pháp ư? Kỵ binh Pháp ư? Kỵ binh Pháp ư? À, kỵ binh của Pháp à? Kỵ binh Pháp sắm xong vào đội hình hộp giống à? Binh của nó thì cứ chết đi. Bắn chết Napoleon. À Napoleon thì nó không chết đâu, nhưng nó về thành dưỡng sức là được. Rồi. Xong rồi. Tốt. Pháo binh nhau cứ lã vào đây. Tiến lên. Chúng ta sẽ lợi thế trên đỉnh đồi là chúng ta phải chiếm được cái đỉnh đồi. Cái binh Pháp nó đang vòng ở sau lưng mình, kệ chúng nó. Thích thì cứ việc vòng ra sau. Chúng ta sẽ đứng trên đỉnh đồi chúng ta bắn. Thằng nào chiếm được đỉnh đồi thằng đấy lợi thế. Trời ơi. Lã Napoleon cho anh. Bọn lính của nó cứ kệ. Rồi. Sao rồi? Nó đứng đây à? Đứng chịu chết à? Binh nó vòng đằng sau mình, nguy hiểm phết. Hai đội này ra ăn đội kỵ binh của nó phát ra này. Súng trường bắn tỉa của
đừng đùa với bộ binh của Đức nhá. Bộ binh của Đức là thuộc dạng bộ binh mạnh nhất châu Âu đấy. Chỉ có mỗi tinh thần chiến đấu thì không được tốt như binh Pháp thôi, chứ còn khả năng kỹ thuật chiến đấu thì hơi cao đấy. Người Pháp đừng hòng. Chuyên đoàn tầm bắn tiến lên đây. Chết. Ủa, quân Pháp không dám di chuyển. Chưa tới à? Tiến lên đây tiếp xem nào. Chúng ta đang hình thành thế bao vây. Bắn. Chưa tới, xíu nữa. Mình vẫn đang quan sát map để xem là nó di chuyển thế nào. À, nó bắn mình. Nó đi bắn súng, nó là kỵ binh bắn súng. Mày bắn anh à? Nó cũng bắn được mình kha khá đấy. Làm sao mà lính kỵ bắn súng ấy, bắn bằng... Ôi chết mất mấy đồng chí rồi. Ôi lại lạp đạn à. Cái bình tĩnh, đánh nhau với Napoleon không thể nóng vội được. Mấy con ngựa mày. Xong. Kìa, nó còn một đội ở kia kìa. Anh em, tiến lên. Rồi, lực quân của chúng ta sẽ bắt đầu thế trận bao vây quân Pháp. Nó đang dàn quân lên hướng này. Pháo của chúng ta vẫn đang lã. Mãi mà Napoleon thì chưa chết à? Còn 6 thằng vẫn chưa chết à? Bắn vào đây. Đánh rồi rút, đánh rồi rút, nhanh. Không nên đối đầu trực diện với quân Pháp. Rồi. Chúng nó lao vào là chúng ta thua đấy. Cứ lùi lại đi. Ok. Nào, ăn đi cứng. Đội hình hình một giống. Bọn Pháp nó đang xông lên. Phá rồi, bắn vào đây. Nhanh lên cho anh nhờ cái. Đánh nhau với Napoleon không dễ tí nào được không? Di chuyển ra đây. Hay quá, Napoleon đã bị về thành giữ sức rồi. Rồi lại đây các em ơi, vừa đánh vừa rút, hit and run đi. Đừng đối đầu trực diện với quân Pháp. Chỉ có ngu người mới đối đầu trực diện với quân Pháp thôi. Lùi lại em ơi. Rồi. Chạy nhanh cho anh. Kệ nó bắn. Chờ một chút. Anh xử lý xong hai đội kỵ binh của nó thì cho kỵ binh xuống. Đây rồi. Úp vào lưng cho nó là xong. Đánh ném lựu đạn luôn. Mình sẵn sàng. Đúng rồi, bắn pháo rồi, kiểm trợ cho bộ binh. Lá liên tục vào đây.
hai đơn vị này xong rồi đúng không? Đúng. Vào đây. Trận đấu súng quân Pháp. Đấy nha, nó mà xông lên chúng ta sẽ cho quân địch tấn công. Ôi, thấy chưa? Đấu súng quân Pháp. Đấu súng quân Pháp không dễ dàng chút nào. Nó đang xông lên rồi, rút ra, rút ra, rút ra, nhanh. Đã bảo rồi, không dại dìm đâu. Rút ra. Hai thằng này đứng đây. Không cận chiến quân Pháp. Trừ khi chúng ta có kỵ binh. Cứ để nó xông lên đã. Rút ra, rút ra, rút, rút, rút. Chưa bắn tỉa. Nhanh, rút ra đây. Cứ để mặc quân Pháp nó đuổi. Napoleon. We have killed their general, sir. Now they must break. Gì đấy? Napoleon Bonaparte à? Thôi rồi. Được chưa? Với sự chỉ huy của Napoleon, các bạn thấy tinh thần chiến đấu của lính Pháp nó khủng không? Rút đã, anh em. Mình đến, đừng có vội, đừng nóng vội. Đừng mắc bẫy của lính Pháp. Rồi. Phá binh rồi, dã dồn tập ở đây. Phá từ đã. Đã đến lúc dùng đến kỵ binh rồi. Đến bị loạn. Kỵ binh từ từ đã. Tuyến của chúng ta lùi tiếp đã, đừng đánh vội, mất tinh thần nhanh quá. Chỉ có đấu súng quân Pháp chúng ta mới ăn được thôi, chứ cần đánh cận chiến thì chúng ta không ăn được đâu. À, biết rồi, thằng này ném lựu đạn thì tinh thần cao nhưng mà cũng không lên. Xoay ra đây bắn. Mẹ nó không điều khiển được. Ném lựu đạn. Sao thế cho anh? Rồi. Ôi. What the. Quas, hai đơn vị thương vong nặng nề. Đánh nhau với quân đội của Napoleon đúng là không dễ thế nào đúng không? Bình tĩnh đi. Lùi tiếp đi em ơi. Bình tiến. Đừng có ngu gì mà đánh trận chiến với nó. Rồi, thằng này bắn. Ta đã bắn chéo. Đoạn này muốn thắng được chắc phải kỵ binh phải tương đối đây. Ôi ồ. Đánh cái này thương nặng quá nhỉ. Đây rồi. Xốc vào. Kỵ binh của phổi chưa bao giờ được đối thủ kỵ binh Pháp nhưng mà được sức. Phải ăn thôi. Our men are running, sir. Chạy rồi à? Ồ.
vì nó bắn giáp thế. Bạn thấy quân Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon khủng chưa? Coi cho mày xong nhiệm vụ rồi. Rồi. Tấn công thẳng vào lưng quân Pháp. Tràn vào, nhanh. Tiến lên. Úi dồi ôi. Súng trường bắn tỉa này bị thương nặng quá nhỉ. Rút. Our men are running, sir. Ai da. Đánh nhau với Napoleon làm dễ thì có ai đánh làm gì. Bạn thấy tinh thần chiến đấu của quân Pháp là khủng khiếp chưa? Nó lập đội hình rỗng thì xong vào đây. Nó chống kỵ binh nhưng mà nếu lập đội hình rộng thì nó lại bắn khá kém. Đó. Ôi dồi. Rút ra. Bắn vào với quân Pháp thật là đau đầu. Kể kể đó. Thôi à, chạy đây. Sông lên. The men are fatigued, sir. I must rest them. What? Sông lên. Yes, sir. Không đánh trận này thì thằng Napoleon nó vào đó, pem mình chết. Có thể chúng ta sẽ ăn được mà thấy quân Pháp nó khủng khiếp chưa? Đó là lý do tại sao mà chúng ta ô mình đi sạch cái đội kỵ binh được cả. Lên lựu đạn. Our men are running, sir. Mấy con ngựa này cùi thế. Chứ gì nó bỏ chạy tán loạn rồi. Hết đạn rồi. Má. Our men are running, sir. Victory, sir, is soon to be yours.
quân Pháp à? Our men are running, sir. Chúng ta cũng giành chiến thắng. Các bạn thấy chưa? Bạn thấy tinh thần chiến đấu của quân Pháp nó khủng khiếp. Heroic victory. Các bạn thấy tại sao khi một tướng mạnh thì nó gì là như nào đấy? Khi một đơn vị quân thằng Napoleon nó búp mà mình nhớ không nhầm nó được cộng nguyên skill của nó được cộng 8 tinh thần chiến đấu cho tất cả các đơn vị quân. Chúng ta đã giành chiến thắng và cũng không để mất bất kỳ đơn vị quân nào cả. Và đã chặn đứng bước tiến của Napoleon lên nước Đức. Bọn Pháp nó đánh lì lắm các bạn. Building farms here will help the population to grow. Vâng, cảm ơn chị. Chắc phải rút về đây để hồi ít quân nữa. Đứng ở dưới kia thì không hồi được, hồi chậm lắm. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video mình thú vị thì các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè thì cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau. Đó, chúng ta giành chiến thắng và không để mất bất kỳ đơn vị quân nào cả. Mặc dù thương vong nặng nề, nhưng chúng ta đã giành chiến thắng trước quân Pháp.